Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại lên đường đi kiếm tiền cứu động vật. Chứ hôm nay là hết tiền cứu động vật rồi, phải đi kiếm. Bởi vì thú hoang dã quý hiếm ở Việt Nam ngày càng bán mắc tiền hơn. Mà ngày càng bán mắc tiền hơn là chứng tỏ chúng ngày càng bị kiệt quệ, khan hiếm hơn, nên giá thành ngày một cao hơn. Thế nên tôi phải đi kiếm tiền cứu động vật đây các bạn ơi. Bây giờ tôi có hẹn với một khách hàng. Ở đây là quận 3 mà tôi phải đặt xe xuống quận 2. Ở cảng Cát Lái. Nó ở đảo Kim Cương á. Tôi xuống đó nhận một dự án web với Digital Marketing. Giờ cũng khoảng 6 giờ sáng thôi. Tôi hẹn khách tới 9 giờ lận. Các bạn thấy không, tôi phải cố gắng đi xe đạp để bảo vệ thiên nhiên, môi trường cho thành phố. Thôi, vậy mà mấy cái em nhỏ, những em trẻ, mấy em ơi làm ơn á, mấy em học sinh á, làm ơn tập đi xe đạp đi. Sao anh thấy mấy em bây giờ cứ đi xe máy hoài, làm cái gì vậy? Còn nhỏ mình đi xe đạp cho giữ sức khỏe tốt. Hình như là, trời ơi, có em đi xe hơi đi học luôn nè các bạn. Trời ơi, sao mà mấy em đua đòi dữ vậy mấy em. Anh nè, anh đi xe đạp là mấy cưng. Đi xe đạp trong thành phố để ý thức cộng đồng, đi xe đạp vì sức khỏe, đi xe đạp để vượt qua giờ cao điểm không bị kẹt xe. Nếu mà xe đường xá bị kẹt, tắc nghẽn giao thông thì các bạn đi xe đạp là cách tốt nhất. Đúng không? Kẹt xe đúng không? Tôi sẽ xuống dắt xe lên lề, tôi lên lề. Chúng ta vừa mới đi qua một cái lãnh sự quán gì đó các bạn biết không? Đố các bạn biết. Người ta nộp đơn đi nước ngoài quá trời luôn, không ai muốn ở đất nước của mình. Tại sao vậy các bạn? Bỏ ở Việt Nam khổ quá hả các bạn? Quê hương của mình không ở, mình không ở đây, mình vun đắp xây dựng quê hương của mình phát triển. Các bạn tàn phá quê hương của mình rồi các bạn bỏ qua nước khác sống, người ta cũng xem thường mình. Ở Việt Nam bây giờ những người có điều kiện họ đều rút hết tiền cổ đi qua nước ngoài sống. Thậm chí họ còn vơ vét tài sản khoáng sản thiên nhiên của đất nước để bán đổi lấy tiền để đi ra nước ngoài hưởng thụ. Còn công việc của Tion vừa giúp doanh nghiệp Việt Nam, vừa giúp động vật thiên nhiên Việt Nam. Tôi làm tất cả mọi việc để trả nợ cho cái đất nước này. Bởi vì từ lúc Tion sinh ra, thân thể của Tion là do cha mẹ ban tặng. Còn thực phẩm, cuộc sống của Tion có được là nhờ đất nước này mà Tion có được. Đất nước Việt Nam này, nó nuôi lớn cái thân thể này của Tion. Nên tôi phải trả ơn cho nó. Tôi phải làm cống hiến để trả ơn cho đất nước để tôi muốn. Khi mà mình ra đi khỏi cái thế giới này, tôi không còn mắc nợ gì nữa. Còn các bạn thì sao? Việc cứu thiên nhiên và động vật là trách nhiệm của tất cả mọi người, chứ đâu phải của Tion hay của các người cá. Mà càng ngày các bạn càng làm quá, các bạn càng hại động vật, là các bạn càng làm hại cha mẹ của mình, làm khổ tương lai của con em mình và bản thân của mình. Các bạn thấy không, chúng ta sống lúc nào cũng cần thiên nhiên và môi trường, vậy mà các bạn lại hủy hoại nó. Còn tôi thì phải cố gắng bảo vệ nó. Tôi tốn bao nhiêu tiền của mình rồi cũng không giúp ích được gì. Một ngày tôi phải đi gặp khách hàng như vậy nè, một khách hàng như vậy tôi kiếm được khoảng vài chục triệu. Vì tôi đã là chuyên gia thiết kế website và phần mềm nổi tiếng và có kinh nghiệm 6 năm trong nghề rồi, nên tất cả các dự án lớn tôi đều có thể nhận được, nhưng vẫn không đủ tiền để cứu động vật là tại sao? Các bạn có biết tại sao tôi đi tiếp khách như vậy không? Bởi vì tôi không tin tưởng nhân viên của mình, bởi vì họ không có cặp mắt nhìn đời nhìn người. Tôi phải đi tiếp khách trực tiếp như vậy đó để tôi xem coi người khách đó như thế nào, họ có xứng đáng để được tôi giúp đỡ. Bởi vì bất cứ khách hàng nào mà gặp tôi rồi chắc chắn họ sẽ thành đại gia. Chỉ cần giúp đỡ sai cho một người thôi là họ có thể hủy hoại cái thiên nhiên môi trường đất nước Việt Nam này ghê gớm hơn nữa. Bởi vậy giúp cũng là hại mà hại cũng là giúp. Lấy được có bao nhiêu tiền đâu. Giúp họ thành công rồi, họ gặt hái được cả gấp triệu lần, trăm ngàn lần như vậy. Làm website, làm phần mềm, làm digital marketing, làm đủ thứ để giúp cho họ quảng bá thương hiệu của họ, trong khi họ tốn cỡ vài chục triệu là cùng. Nhưng mà họ thu vào cả tỷ, hàng tỷ đồng. Và chả ai, chả cái khách hàng nào của Tion đó giờ thấy họ làm những việc liên quan đến kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật. Nên tôi cũng chán. Nhưng mà không thể nói được, bởi vì mỗi người có một mục đích và lý tưởng khác nhau. Nên tôi phải cố gắng làm thôi. Nếu mà tôi không đi làm web, làm phần mềm thêm,
ngoài việc bán đuôi cá thì tôi không thể nào có một lượng tiền khổng lồ trong một thời gian ngắn để giải cứu biết bao nhiêu động vật, còn phải nuôi nó nữa, mấy bạn hiểu không? Tôi phải đắn đo suy nghĩ rất là nhiều, có nên làm cái này không, làm cái này thì tương lai nó được cái gì, mục đích nó là cái gì, phải suy nghĩ trước khi làm rất là cặn kẽ. Thiên nhiên Việt Nam, động vật Việt Nam, môi trường Việt Nam, các bạn nhìn trên đường phố bây giờ đi, có bao nhiêu người đi xe đạp giống như Teun, có bao nhiêu người ý thức giống Teun là mình phải vì mọi người, các bạn nhìn đi, chỉ có những người mà người ta không có đủ điều kiện người ta mới đi xe đạp thôi, chứ ai cũng đi xe máy. Các bạn đi xe máy cũng tạo nghiệp rất lớn, vừa gây hại cho môi trường, cho bản thân của mình và mọi người xung quanh của mình. Đã vậy các bạn còn làm cho ngày tận thế mau đến nữa, động đất nè, thềm lục địa bị mất cân đối nè, là do cái trữ lượng xăng dầu ở dưới lòng đất nó bị mất cân đối, mất cân bằng, gây ra núi lửa đủ thứ hết, tương lai bất ổn đang chờ đón các bạn. Thật sự là tôi không có muốn đi cứu động vật nữa đâu, bởi vì tôi biết làm tất cả mọi việc này chỉ là để kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật cho mấy bạn thay đổi cái nhận thức của mình. Chứ tiền bạc để bỏ ra để đi cứu động vật là không bao nhiêu cho là đủ. Bỏ ra bao nhiêu thì hết bấy nhiêu, làm được bao nhiêu thì cũng xài hết bấy nhiêu, vô mấy cái tiền nuôi thú này kia, gửi này người kia chăm sóc giùm, gửi vô mấy cái trung tâm thì nó cũng bị nhốt trong lòng, nó bị lạnh, nó không đủ cái tình yêu thương của cha mẹ nó nuôi nó, nên mấy con vật nó sẽ bị buồn, nó cũng bị chết. Thà gửi cho mấy người mình tin tưởng, có điều kiện, họ thương yêu, họ chăm sóc nó thì nó sẽ được sống sung sướng, nhưng mà nó lại cũng bị mất vai trò ở ngoài tự nhiên. Mà thiên nhiên thì càng ngày bị hủy hoại, động vật ngày càng tuyệt chủng. Một con thú bình thường thôi mà bây giờ nó cũng vô sổ đỏ. Như cái con sóc ở Việt Nam á, con sóc bay Việt Nam á, giờ là nó cũng gần vô sổ đỏ luôn rồi. Các bạn ơi, các bạn à, các bạn phải ý thức bảo vệ thiên nhiên, động vật giùm tôi luôn. Trên đường kìa, coi kìa, chạy ngược chiều tùm lum hết. Cuộc sống này quá khổ đối với mọi người hả? Tại sao mọi người không nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai gì trời? Do các bạn ăn thịt động vật nhiều quá đó. Bây giờ các bạn bị lú hết rồi. Đầu óc của các bạn lúc nào cũng nghĩ phải ăn thịt con này con kia mới khỏe, mới sống tốt được. Các bạn chết, các bạn hủy hoại tương lai của mình rồi các bạn ơi. Tôi nói rất là nhiều lần, kêu gọi rất là nhiều lần để mọi người thay đổi, nhưng hầu như càng nổi tiếng tôi càng bị ném đá nhiều hơn. Các bạn cứ nghĩ là tôi tăng clip để câu view, kiếm tiền, kiếm tiền gì, bao nhiêu mà cho đủ. Một ngày tôi đi làm một cái dự án web phần mềm này thôi, có gấp chục lần tiền YouTube trả cho tôi trong một tháng. Mà tôi không thể xài tiền được cho bản thân, bởi vì những người làm hại động vật còn ở ngoài kia, họ vẫn đang tiếp tục làm hại những con thú, thì làm sao mà tôi có thể xài những cái đồng tiền đó được. Tôi ăn một ngày cũng chỉ 2-3 bữa mà kiếm tiền gấp nhiều lần mọi người khác, thì tôi phải lấy tiền đó tôi đi bố thí giải cứu động vật thiên nhiên. Cứ mỗi lần chuẩn bị đi ngủ là tôi đã nghĩ đến con này con kia nó đang bị hại như thế nào, thế này thế nọ. Tôi lấy ví dụ cho các bạn nghe nha, con vọc á, biết loài vọc chưa? Loài vọc bây giờ nó đi trong rừng ở Việt Nam là mình không còn thấy nữa. Hồi xưa ở trên rừng ở Lâm Đồng rất là nhiều, và bây giờ trên rừng núi, cái đường núi mà từ Lâm Đồng mà mình đi lên Đà Lạt á, người ta khai hoang hết rồi, người ta chặt phá cây rừng hết rồi để người ta trồng mấy cái cây nông nghiệp hết rồi, như điều, cà phê gì đó. Người ta hủy hoại môi trường sống của các loài vật ở trên núi hết, người ta bắn giết hại nó hết, người ta ăn thịt nó đó các bạn. Bởi vì cái con vọc tôi nói cho bạn nghe, nó rất là thông minh, nó y như con người, nó không khác gì chúng ta cả, nó có trí tuệ đó. Tôi đã sống chung với con vọc, ăn ngủ ỉa, đi vệ sinh rồi sinh hoạt với nó, coi nó giống như là con của mình luôn. Tôi nhận ra nó khôn lắm, nó như là em bé, càng lớn nó càng thông minh, nó càng như người, nó không khác gì người. Vậy mà nó ở trong rừng đó, người ta thấy nó là người ta bắn giết nó liền, bắn nó liền. Mỗi lần bắn nó một cái, con mẹ nó rớt xuống con mà còn ngồi trên cây, lấy hai cái tay bịt mặt lại, sợ giấu mặt của mình. Rồi xong rồi thằng thợ săn nó lên, nó nắm đầu, nó cầm cái cây mà cây giống như cây bắt chó vậy, nó giật đầu con nhỏ xuống, nó bắt nó bán. Rồi hỏi làm sao những người như Teun, chắc là không có những người đâu, có mình Teun nè. Tôi cứu á, tôi cứu về tôi chăm sóc cho con baby nó lớn lên. Rồi những người không có cứu được động vật, họ cũng làm phiền Teun nữa, họ kiếm chuyện với Teun. Tôi cứu con này con kia thì họ
gọi họ hỏi, họ tính hạch tiền, hạch hẹ tôi luôn. Chứ họ đâu có bỏ tiền ra họ cứu con gì. Người có quyền thì dùng quyền lực để làm khó tôi luôn. Còn người không có tiền thì bắt hại động vật để làm khó tôi luôn. Không ai ủng hộ tôi luôn. Còn tôi phải đi vất vả kiếm tiền mỗi ngày để đi cứu động vật. Bởi vì bây giờ tôi chỉ có sức khỏe và trí tuệ, khả năng sáng tạo đó để tôi giúp lại đất nước, trả nợ cho đất nước này. Tôi có cái giống gì nữa đâu. Nếu sau này tôi làm không nổi rồi, ai làm đây? Hy vọng các người cá sẽ giúp tôi làm. Các bạn thấy trời nắng chang chang mà tôi phải đặt xe đạp xuống quận 2 là các bạn biết rồi. Đi xe đạp không á, đi tiếp khách nhiều cái công ty tập đoàn nữa, giờ nó ở xa xa không à. Bây giờ ở ngoài quận nhất là tôi làm ở ngoài đó hết rồi. Bây giờ là không còn khách hàng lớn ở ngoài đó nữa, mà họ đổ về mấy cái quận Tân Phú này kia, mấy công ty nước ngoài họ nằm ở những cái vùng đó, mà mình phải xuống đó mình gặp họ, mình coi phong thủy của họ làm ăn làm sao, có được hay không mình mới làm nữa, chứ không phải mình lấy tiền người ta là dễ. Có họ có phước, có nhân duyên gì với mình đâu nữa, chứ mình giúp họ họ hại mình nữa sao, khổ gì luôn đó. Trở thành người cá biết tất cả rồi các bạn, khổ lắm, khổ hơn người thường lắm. Con vật nó buồn nó vui gì các bạn cũng nhìn thấy được, các bạn lại càng khổ khi không thể giúp được nó. Rồi chuyện con tê tê cũng vậy nữa, nó bổ nó béo cái gì mà người ta nói nó là bài thuốc quý. Bên Trung Quốc thu mua hết tê tê ở Việt Nam, nó bán sang biên giới qua Trung Quốc, cứu được 5 con nhờ người ta nuôi giùm, chưa kịp quay clip hẹn đi xuống dưới để lấy rồi thả cho mấy bạn coi. Nó nói là ăn trộm vô bắt hết rồi. Trời đất ơi, mà trong khi là gửi tiền rồi đó, không biết là cái gì luôn. Bây giờ thả thú không biết thả đâu, thú lớn thì bị hại, bị bắt, bị giết, bị làm thịt, bị làm đủ trò đủ chuyện. Còn con á, thì muốn nuôi nó, tìm người nuôi cũng khó nữa. Người hại nó nhiều quá sao mình tin tưởng được. Có nhiều người cũng gọi cho tôi trực tiếp nói là trời ơi em quý anh lắm á, rồi em thì cũng khổ, em thì cũng muốn giúp anh để cứu động vật này kia. Nhắn tin cho tôi đầy luôn, tôi đâu có thèm trả lời. Thật sự là không có thời gian trả lời. Bởi vì tôi đã từng giúp nhiều rồi, tôi từng đưa thú vô mấy cái trung tâm cứu hộ, bảo trợ, giải cứu động vật này kia rồi. Do nó cũng bị nhốt, bị đói, bị khổ thôi, đâu có đủ đồ ăn thức uống cho tụi nó. Ở ngoài thì cứ bắt nó hoài, bắt nó hoài thì đem vô trung tâm để, trung tâm để đâu có đồ ăn cho nó. Nội cái con tê tê đi, các bạn biết nó ăn con gì không? Một ngày nó ăn là cũng cả triệu đồng chứ không ít đâu nha. Nó ăn con kiến, con đồ đó, kiến đâu mà cho nó ăn. Mua thôi cũng mạt luôn với tụi nó, bao nhiêu là đủ là no. Khổ. Việc tôi làm bây giờ là để kêu gọi ý thức cộng đồng thôi. Tôi bây giờ không có muốn cứu con gì nữa hết, tôi mệt. Thật sự tôi mệt đó các bạn. Bởi vì mấy cái clip mà tôi làm kêu gọi á, có mấy ngàn người coi, mấy ngàn người coi nó chả là cái giống gì hết. Còn thua mấy cái clip mà lên mạng làm trò khùng trò điên, triệu view, triệu like. Làm như cái nhân viên cứu động vật với thiên nhiên ở Việt Nam tôi nó hết rồi hay sao á, nó không có luôn á. Nếu mà không làm clip kêu gọi thì không ai biết. Mình cứ cứu hoài, âm thầm hoài thì không được gì. Mà mình càng làm cho người ta biết thì người ta càng chửi rủa mình, người ta càng làm cho cuộc sống của mình nguy hiểm, các bạn hiểu không? Phải nói là như vậy. Lúc trước tôi cũng có đi làm từ thiện rất là nhiều, bố thí rồi giúp người nghèo rất nhiều. Tôi thấy việc đó nó cũng chả ý nghĩa gì. Người nghèo tại sao họ nghèo? Họ mất phước. Họ làm những việc mất phước từ trong quá khứ của mình, từ trong hiện tại của mình. Họ không thay đổi nên họ vẫn nghèo. Mình giúp họ thì giúp cái ý thức thôi, chứ mình không có giúp được gì cho họ nhiều đâu. Mình giúp những người nghèo ăn chay á thì được, chứ mình giúp mấy người nghèo mà họ ăn thịt động vật thôi, mình cũng đang như là mình đang trợ duyên cho họ, giúp họ làm chuyện xấu mà ở không để có người khác bố thí. Rồi có nhiều nhà từ thiện tôi phát hiện ra trên cộng đồng mạng xã hội này kia nè, các bạn á đưa tiền cho họ để họ đi từ thiện cho các bạn, mà các bạn có bao giờ nhìn rõ được cái gương mặt của họ không? Trời ơi, cái gì mà Mạnh Thường Quân ở Việt Nam, tôi nhìn lên một cô gái trẻ nổi tiếng từ thiện hay là một chàng trai gì đó, mà nhìn cái gương mặt không có thấy phước gì hết trơn. Tôi nhìn là tôi biết họ đã ăn chặn biết bao nhiêu tiền cố thấy từ thiện của người ta rồi. Thành người cá các bạn có khả năng đó, các bạn nhìn là biết người nào hết. Họ thể hiện phước báo của mình ở trên gương mặt của mình đó các bạn, mình nhìn là mình biết liền à. Bởi vậy tôi không bao giờ mà quăng tiền phung phí cho mấy cái từ thiện, nhưng mà cũng không được. Nói chung là tôi mà còn bị sai lầm nữa, mà lấy tiền giải cứu động vật ở Việt Nam thật sự là sai lầm. Tôi muốn là cái video này là cái video kêu gọi bảo vệ động vật cuối cùng của tôi cho mấy bạn luôn á. Không có muốn đi cứu con gì nữa hết á. Muốn tôi cứu nhiều động vật hơn để được cái gì. Tôi bây giờ chỉ đăng clip rái cá thôi, bởi vì tôi sợ đăng những cái con khác lên á, các bạn lại thấy ghiền mấy con đó, mấy bạn lại kiếm mua căn đó. Bây giờ không tin, các bạn có thể mai mốt tôi share một đoạn các tin nhắn Facebook cho các bạn xem. Trời ơi, mỗi giây mỗi phút mỗi giờ đồng hồ đều có tin nhắn nghẹt ở trong đó. Anh bán rái cá cho em đi, anh cho em rái cá đi, hay gọi điện thoại làm phiền tôi nữa.
rồi tôi không trả lời, chửi đủ má đủ mẹ gì tùm lum, chửi tục tằn tùm lum ở trong đó. Các bạn thiếu trí tuệ mà tới nỗi khùng điên luôn á. Nó thiệt là như vậy, tôi mệt lắm, tôi sợ mấy bạn nó như vậy lắm. Nên tôi nó nản lắm rồi, nên sắp tới là tôi chỉ làm kêu gọi bảo vệ động vật thôi. Khi mà tôi tạo ra được cái câu lạc bộ người cá rồi, tự mấy người cá giúp tôi bảo vệ thú, tôi cũng sẽ không giúp người thường làm giàu nữa, mà tôi sẽ giúp cho người cá làm giàu. Giống như bây giờ tôi đi đến gặp một cái công ty này, họ mà ok làm việc với tôi chắc chắn họ sẽ giàu lắm. Bây giờ chúng ta đã đến cái bảng nó chỉ đường quẹo vô phà Cát Lái, thì mình sẽ đi vô cái đường này. Yeah, đó, chuẩn bị tới chỗ khách hàng của Tuyên nữa rồi đó. Cũng hơi xa ha, đạp nãy giờ là cũng khoảng 20-30 phút rồi chứ không ít. Ở đây nó làm cái không gian thiên nhiên vậy được nè, tôi chịu nè. Cây cối ráng mọc phát triển tốt nha mấy bạn. Rồi đi vô trong đường này. Ở đây có nhiều chùa đẹp quá. Cầu xin Phật giúp cho thiên nhiên, động vật Việt Nam đừng có bị hủy hoại nữa. Cho con người thay đổi nhận thức của mình về thế giới này đi. Đừng có gây ra chiến tranh nữa, bỏ ăn thịt đi. Làm ơn đi, trời ơi, Phật ơi. Ô, chùa đây đẹp thật chứ. Chùa rất đẹp. Xin chào, bây giờ tôi đã đến được cái khu dự án của khách hàng tôi đang phát triển rồi. Các bạn thấy ở đây đẹp quá đúng không? Nhìn qua bên đường đi. Bên đường thì sao mà khổ quá, mà bên đây sao nó đẹp, đỉnh quá vậy trời. Các bạn thấy đó, nếu mà các bạn ý thức á, sống chung một cái cộng đồng như vậy, mình mua nhà ở mấy cái khu này đi, nó đầy đủ tiện nghi hết rồi. Còn để cái nhà này, mấy cái nhà sập sệ này mình bán, mình bán lời, ở đây là đất này nó có giá trị lắm nè, mình bán đi. Còn không thôi, nếu mà nhà nước ý thức á ha, trồng rừng đi, rồi cho gom dân vô mấy cái khu nhà này ở nè, phải sung sướng không? Đúng không các bạn? Rồi trồng rừng nè, rồi có thiên nhiên cây cối nè, người ta đói bụng người ta vô trong rừng, người ta lấy trái cây về, người ta ăn săn bắt hái lượm luôn ha. Đó, ơi quên, đừng có săn bắt nha các bạn, hái lượm thôi. Là có phải là đất nước mình nó đã quá không các bạn? Nó yên bình quá không các bạn? Tôi chờ cái ngày đó đó, tôi chờ các người cá sinh ra đời nhiều hơn nữa. Bởi vì một mình người cá tôi không thể làm được như vậy đâu các bạn ơi. Bây giờ tôi kêu gọi để các bạn thức tỉnh đó. Các bạn chỉ cần mặc đuôi cá vào và xuống nước là các bạn sẽ thức tỉnh. Với cái biện pháp của Tayon sẽ đánh thức các bạn, tôi sẽ giúp các bạn có được khả năng của người cá. Bởi vì thật sự là người cá muốn giàu rất dễ, nhưng mà trở thành người cá rồi không ai muốn giàu hết á. Các bạn sẽ thấy mình không có muốn giàu nữa. Các bạn có muốn là muốn mọi người có được cuộc sống an bình là các bạn vui rồi, các bạn nhìn thấy họ vui là các bạn vui rồi. Người cá là như vậy đó. Cái người cá bảo đảm giống như Tayon nè, đã muốn giàu, mặc dù tôi kiếm nhiều tiền thiệt chứ khách hàng tôi toàn khách hàng lớn, do là họ quăng cho tôi cục tiền vậy đó các bạn. Nhưng mà cái đó là chắc ơn trên cho tôi, để tôi lấy cái tiền đó tôi đi bố thí cứu động vật đó. Chứ thật sự tôi đâu có xài được bao nhiêu tiền đâu. Bây giờ một tháng tôi dư được có vài trăm ngàn đồng á, để ăn qua ngày, sống qua ngày thôi. Rồi toàn là đi ăn ké không á các bạn. Là mọi người bao tôi đó, mấy khách hàng tôi họ bao tôi, những người thương tôi họ giúp đỡ tôi. Thôi bây giờ tôi đi làm việc đây nha, vô đây xử lý, lát về quành vô đây. Rồi bây giờ phải đi xuống gặp một cái khách hàng ở đường Trương gì nữa đó. Thôi tôi đi nha, gần tới giờ rồi, tôi hẹn khách là lúc nào tôi cũng có mặt đúng giờ, ngay chấp luôn. Còn nửa tiếng nữa là đến nơi, đến cuộc họp. Rồi bye bye. Bây giờ tôi đang ở trên cầu Đồng Văn Cống, để qua số 21 Trương Văn Bang, Bình Hưng Tây, để gặp khách hàng. Đi từ 377 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 qua đây. Trời đất ơi, qua đây thấy không gian nó cũng đẹp quá chứ. Ủa, cái đường này là đường của xe đạp hay đường của xe máy vậy? Trời đất ơi, xe máy cũng chạy ngoài đây, xe máy chạy tùm lum đường hết vậy. Đi xe đạp ở Việt Nam thật sự không có được tôn trọng đâu các bạn. Người ta khinh thường mình mà người ta lấn át mình quá. Người ta không có hiểu được mình đang giúp người ta. Mình đi xe đạp để không có thải mấy cái khí ô nhiễm ra hại lỗ mũi của người ta, mà người ta không có quý mình nha. Người ta chơi vậy là không có đẹp. Bởi vậy làm người cá đi, chơi đẹp hơn gấp trăm lần. Rồi bây giờ tới đây thì tôi không có thấy cái đường Trương Văn Bang, mà tôi thấy một quầy chuối ở, không phải, đảo Kim Cương. Người ta nói là tôi đến đảo Kim Cương để làm dự án, mà không biết phải đường Trương Văn Bang là đường vô đảo Kim Cương này không nữa. Để đi hỏi mấy người gần đây coi. Ok, bây giờ tôi đã đến điểm hẹn với khách hàng của mình rồi. Là hình như vô đây là làm khu dự án về bất động sản, các căn nhà biệt thự hay sao đó các bạn. Bởi vậy cái nghề làm web, làm quảng cáo nó cũng cực. Mình mà quảng cáo cho một cái gì đó sai trái là mình làm không được. Tôi tính như vậy á.
Bây giờ tôi vô đây là tôi sẽ giúp cho người ta quảng cáo về buôn bán nhà đi. Buôn bán nhà, người ta bán được nhà thì người ta phải xây dựng, phá rừng để người ta xây nhà, đúng không các bạn? Nhưng mà cái khu này thì nó đã phát triển thành cái cộng đồng dân cư rồi, mà mình giúp mấy người trong này phát triển khu dự án, họ bán được dự án mấy căn hộ biệt thự ở trong này thì cũng tốt chứ hả? Đâu có ảnh hưởng gì đâu đứa hả? Thấy trong này đâu có thiên nhiên động vật gì nữa đâu. Tiếng dế tôi còn nghe không có nữa mà. Trời ơi. Nhưng mà thôi, con người mà cứ gom tập trung vô sống quần với nhau thành một cái khu đi, đừng có sống rải rác ngoài rừng nữa. Để rừng trồng thiên nhiên thì cuộc sống nó phát triển biết là bao. Đây, xây dựng nhà cửa nữa đây. Rồi, còn 5 phút nữa là tới 9 giờ, đúng hẹn luôn nha, số nhà 21. Tới luôn rồi, đây, nhà 21. Chà, là cái nhà bự đây hả? Quẹo lại. Ây da, làm cho dự án bất động sản nữa rồi, căn nhà đẹp quá. Trời ơi, vô lấy dự án trong này, nói gì đây ta? Tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ là khoe khoang tài năng của mình rồi. À, xin chào chị, em có thể giúp được gì cho chị không? Chị đưa tiền cho em đi. Trời ơi, bậy bạ quá. Xin chào chị, em có thể giúp được gì cho chị không? Ai cũng có kinh nghiệm hết, làm với ai cũng được hết, nhưng mà làm với em đi chị, em đặc biệt hơn mà. Trời ơi, nói như vậy thì thấy cần tiền quá. Chà, nói chung là sẽ có cách nói để làm cho người ta vui vẻ, bởi vì tôi là người có kinh nghiệm thiệt mà. Mà tôi lấy tiền để cứu động vật mà. Ok, vô thôi, bấm chuông thôi, vô. Ok, bây giờ mình phải bấm chuông ở đây mới được. Xin chào, tôi ôn đến rồi. Rồi. Cuộc hẹn 9 giờ. Dạ, em đến làm dự án website á chị. Hồi nãy tôi đi lộn nhà, căn nhà này mới đúng, số nhà 21 ở đây. Ok. Vô đây mới chính xác. Wow, vô cái phòng họp của khách đẹp quá vậy ta. Có đồ chơi trẻ em tùm lum bằng gỗ mà. Ồ, có mấy con thú nữa kìa các bạn ơi. Đã quá. Wow, hot. Vậy là tôi đã đi tiếp khách buổi sáng xong rồi, chắc là cũng sẽ nhận được cái dự án này thôi. Vô thì tôi cũng thấy chắc mình có duyên với chỗ này lắm, bởi vì nó có mấy món đồ chơi trẻ em mà tôi yêu thích. Nhìn thấy mấy cái đó thôi là thấy có duyên rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi vô trong chùa. Tại bởi vì có đây nó có một cái chùa quá là đẹp mà mình không đi thì phí cái chuyến đi hôm nay, đúng không các bạn? Nên tôi sẽ dắt các bạn cho các bạn thấy tham quan cái chùa này. Ok, đi thôi. À các bạn nhỏ ơi, cuối tuần này á là chúng ta sẽ bơi ở đây nha các bạn. À, khoảng lúc buổi trưa á, thì mình có hẹn với các bạn tiên cá ở sống ở căn hộ Vista này nè, thì chúng ta sẽ đi bơi ở đó, là chúng ta sẽ bơi trên đây nè các bạn, cái chỗ đó đó. Thì bây giờ là cũng hay ha. Đối diện đây là chùa nè, bây giờ mình vô tham quan chùa ha. Nhớ thứ bảy này mình nhớ đi bơi nha, bởi vì có sự xuất hiện của người nhái nữa đó. Người nhái là thầy của người cá đó các bạn, vui không? Ừ. Bây giờ tôi đang ở Pháp viện Minh Đăng Quang. Còn đây là các ngày lễ, chương trình hành lễ tại Pháp viện. Và đây là lối đi lên chánh điện. Đây là một ngôi chùa rất lớn và đẹp nha các bạn. Các bạn thấy làm người cá sướng không? Làm một ngày có thể ăn được một tháng, nhưng lại không cứu được động vật trong một phút, một giây. Nên thật ra làm người cá cũng không có sung sướng gì. Vừa làm vừa kết hợp đi chơi luôn. Nhưng mà thật ra cũng không phải là đi chơi đâu. Đi vô trong này để cầu nguyện á, tôi phải đi gặp Phật, để cầu cho thế giới này hòa bình, cầu cho thiên nhiên này, động vật này được bảo vệ, đất nước này được sống trong cảnh bình yên. Bây giờ nghe nói ở miền Trung mọi người đang chịu khổ lắm. Rồi còn phải cầu cho con người mau sớm trở thành người cá nữa chứ. Chứ một mình tôi làm người cá hoài, tôi mệt quá. Các bạn có muốn trở thành người cá giống Tiêu không? Trở thành người cá đi, muốn gì được đó. Nếu các bạn không thích làm người cá thì các bạn làm người thường, mà sống biết tu tâm dưỡng tánh cho Tiêu cũng là vui lắm rồi. Đó, ở đây là cái pháp viện này có rất nhiều em sinh viên vô trong đây nghỉ trưa, học ở trường gần đây nè. Rồi mấy em ấy vô trong đây ngồi thiền tịnh tâm ở bên trong á, nhiều lắm. Ngồi nghỉ trưa rồi an lạc trong chánh niệm. Như vậy là mình cũng làm được việc thiện rồi. Mình không có tạo được cái thiện nghiệp gì nhiều thì mình
ráng mà mình tu tâm dưỡng tánh để cái huệ năng của mình nó phát triển thì mình cũng là tốt rồi. Chứ mình mà cứ đi tạo nghiệp, làm hại động vật, làm hại thiên nhiên hoài, đâu có được cái gì đâu, nó tàn làm mang ra nhiều cái nghiệp chướng cho cuộc đời của mình, nó khổ lắm. Tôi có cái khả năng sáng tạo và sức khỏe, tôi phải ráng tôi đi làm để kiếm tiền giải cứu động vật, chứ các bạn tưởng tôi rảnh lắm hả? Tôi cứ đi làm hoài, cái này nó là nhiệm vụ sứ mệnh của tôi rồi, nhiệm vụ của một người cá phải làm rồi. Khi mà các em trở thành người cá rồi, các em phải giúp tôi làm những cái công việc này để thế giới nó giữ được cái sự cân bằng, nó không có bị hủy hoại sớm, hiểu không? Chứ mà ai cũng đi làm chuyện ác hết thì tận thế sẽ đến là rất sớm. Trái đất này nó bị hủy hoại rồi, phải mất bao nhiêu tỷ năm nó mới hợp lại thành một cái trái đất mới, rồi mất bao nhiêu thời gian con người mới được sinh ra đời, rồi con người có trí tuệ, rồi có trí tuệ trước khi có trí tuệ phải làm những cái dạng mà sinh vật nhỏ bé thiếu trí tuệ cứ đầu thai luân hồi chịu khổ làm mấy con thú hoài, cho đến khi có trí tuệ thì các bạn lại không chịu tu tâm dưỡng tánh để trở thành Phật Bồ Tát Chúa Trời này kia, rồi các dạng tiên này nọ, đến được các cõi sướng hơn. Chứ ở cái cõi này là cõi gọi là cõi gì ta, trong đạo Phật nó gọi là cõi Sa Bà, cái cõi khổ. Cõi khổ bởi vì nó có thiện ác phân tranh, nó có đủ thứ hết á, nên nó khổ lắm. Mà có đạo Phật rồi nè, đạo Phật giúp các bạn hướng, các bạn hướng, các bạn giác ngộ để thoát khổ mà các bạn cũng không theo, thôi thiệt là khổ. Đời đạo Chúa cũng ra đời, tất cả các thánh nhân, các thiền sư này kia trên thế giới này, trời đất ơi, con tắc kè bị chết khô máu luôn, trời ơi, tội nghiệp quá vậy trời. Ây da, Amitabha, thấy làm con vật khổ chưa các bạn? Trời ơi, ta đem đi chôn cái đã. Trời đất ơi, thiệt là tội nghiệp chứ. Thấy chưa, tôi nói mà tôi không có thời gian giải thích cho các bạn hiểu. Mang thân xuất sanh là khổ lắm nha các bạn ơi, chết không ai quan tâm. Đây, đây là gốc cây Sala. Tôi để nó xuống gốc cây Sala ở đây để được bình yên, chỗ này nó mát mẻ cho thân xác của nó không có bị đau đớn. Trước khi nó hồn nó lìa khỏi xác, nó vẫn còn liên tiếp thân xác này lắm, mà nó thấy thân xác nó bị đau, nó không có chịu nổi, nó sẽ khổ lắm. Hay da, thiệt là tội nghiệp con quá hả, nằm trong đây mát mẻ nè, giải thoát đi, đừng có liên tiếp cái thân này nữa nghe chưa con. Liên tiếp cái thân này lại phải làm con tắc kè nữa đó. Hãy suy nghĩ đi, hãy thích làm tiêu đi, hãy thích làm người cá đi. Ok, bye bye con. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuy Un đi về đây. Bồ Tát ơi, làm ơn giúp cho cái con tắc kè của con mới vừa cứu vô cái gốc cây sa la để nằm chết cho thoải mái, cho em ấy giảng sanh giùm con nha Bồ Tát. Tội nghiệp quá, đi ra ngoài phơi nắng bị chiếc xe hơi chạy lại cán lòi con mắt ra, nằm chết thật là đáng thương quá à. Ok, vậy là xong một ngày làm việc của tôi buổi sáng rồi. Bây giờ tôi sẽ về. Thôi, chiều nay lại có các chương trình khác, đi gặp khách hàng chiều nay nữa, nhưng mà chắc tôi không đi nữa đâu. Khách hàng chắc cũng thông cảm, gửi email đi. Thì cũng khách hàng quen không mà đúng không? Mà giờ kêu tôi qua làm cái hợp đồng để làm về phát triển phần mềm nữa, thôi tôi mệt quá à. Tha cho tôi một bữa đi nha quý khách. Có gì email đi, gửi yêu cầu đi. Khách hàng mới tôi còn ưu tiên này kia, tại mình biết nhau quá rồi, khách hàng cũ là gặp tôi hoài rồi. Quen quá rồi nên thôi, khỏi gặp chiều nay nha quý vị ơi. Bye bye, em đi về em nghỉ ngơi.